tạm biệt mùa hè. Đêm nay, Diệu nằm mãi mà không ngủ được vì háo hức chờ sớm mai đến lớp. Sau kỳ nghỉ hè, bạn bè gặp nhau sẽ có bao nhiêu chuyện vui để kể. Các bạn chắc chắn sẽ kể về những chuyến du lịch kỳ thú của mình, ra biển, lên núi, đến thăm những thành phố lớn. Còn Diệu, Diệu sẽ kể với các bạn những gì nhỉ? Mùa hè của Diệu đơn giản lắm. Chiều nào, Diệu cũng theo mẹ đi các vườn thu hái quả. Hết chôm chôm, lại đến bơ, sầu riêng. Được đến nhiều mảnh vườn với vô vàn cây trái khác nhau, thật là thích. Mùa hè của Diệu là những lần đến chơi nhà bà cụ Khởi ở cuối làng. Bà bị mù nhưng vẫn có thể làm hết mọi việc trong nhà. Bà đi không cần gậy dò đường. Diệu thường tỉ tê trò chuyện với bà. Bà là cả một kho chuyện thú vị. Mùa hè của Diệu là những buổi ra chợ cùng mẹ. Khu chợ quê nghèo ấy thật giản dị mà gần gũi, thân quen. Diệu yêu những người cô, người bác tảo tần bán từng giỏ cua, mớ tép. Yêu cả những người bà, sáng nào cũng dắt cháu đi mua một ít kẹo bột, vài chiếc bánh mì. Tạm biệt mùa hè, mai Diệu sẽ bước vào năm học mới.